Sáng ngày 31 tháng 3, tại nhà văn hóa xã Thủy Đường đã diễn ra hội thi chim trào màu đấu hót Thủy Nguyên mở rộng lần thứ 10. Đây là giải đấu nằm trong hệ thống thi đấu của Hội Sinh vật Cảnh Việt Nam và Hiệp hội Trào màu miền Bắc và cũng là hội thi mở màn cho mùa giải mới của Hiệp hội Trào màu miền Bắc. Tham dự hội thi có 188 lồng chim trào màu của 54 câu lạc bộ, hội, hội quán, thành viên, cả miền Bắc về tham dự Hình thức thi đấu vòng sơ loại, vòng loại để chọn ra 40 chú chim vào vòng xét top và 4 chú chim vào vòng chung kết. Tất cả các chú chim được treo lên giá, mỗi chú chim có số báo danh tương ứng, ban giám khảo sẽ tuyển chọn và loại dần sau mỗi vòng thi. Ở mỗi vòng thi, các chú chim mắc lỗi như tắm phơi, ngoáy lộn, đấu kém, bỏ đấu, xù lông, gãi rỉa sẽ được loại dần khỏi sàn đấu. Trải qua hơn 3 giờ thi đấu sôi nổi với những tiêu chí rất khắt khe về giọng hót, phong cách, điệu bộ và thái độ thi đấu, ban giám khảo đã chọn ra những chú chim chào màu xuất sắc để trao các giải thưởng. Hội thi đã thu hút đông đảo khán giả tới tham dự, cổ vũ và thưởng thức tiếng chim chào màu đấu hót. Hội thi là một trong những nét văn hóa được duy trì thường niên, đồng thời cũng là dịp để các nghệ nhân, những người yêu thích chim cảnh ở miền Bắc có sân chơi bổ ích, gặp gỡ, giao lưu, chia sẻ sở thích kinh nghiệm, kỹ năng nuôi chim cảnh, góp phần thúc đẩy phong trào chơi chim cảnh ngày một phát triển và văn minh hơn. Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao giải nhất cho chú chim chào màu mang số báo danh 622, giải nhì cho chú chim chào màu mang số báo danh 620, hai giải ba cho chú chim chào màu mang số báo danh 686 và 637. Ngoài ra, ban tổ chức còn trao 6 giải tốt 10, 10 giải top 20 và 20 giải tốt 40. Ngay sau hội thi, 40 chú chim đạt giải tại hội thi chim chào màu đấu hót Thủy Nguyên mở rộng lần thứ 10 sẽ có vé tham dự siêu cúp chào màu miền Bắc năm 2025. Nhân dịp này, ban tổ chức đã trao quyết định thành lập các câu lạc bộ là hội viên trực thuộc Hiệp hội Chào màu miền Bắc.